guys, how are you today? Và xin phép tặng ngọc nha, ta tặng ngọc sụp bài và nhóm phần cơm là tặng ngọc nha ta đi vào người dân này đang rồi bỏ tặng ngọc nha con của mình ra cái xong đấy nhóm tổ chức tham lõ đài tại sao đài cái xong đây là cứ có thể chủ luôn từ liền mình tè và con vào dân cho thì trong YouTube với người tây em quay thì mùi người ta đi được sao đấy đưa cầu dương sơ thì một lần chuyển FCC để qua bản hai chi được sao đấy tương trong khơi mình nên cho mình tên còn tay phòng đá style vào một cồn mũi thì có thể nhận vào một cồn mũi cứ qua tay thì mình thì sạc xây kia rồi có như sạc xây kia mình cả hai tôi nhé cái tô thì mình bao sọt bọc nhôm rồi có cái tô thì mình kia cả chủng điên bọc nhôm gạch nhôm viên cái tô mình sao đấy nhưng mà trong trai thì đây tôi nghe thằng học nên tam với thằng cung đăng lại tại dương con gì á tam dạy mình đăng YouTube đăng lại chấn cái con thì muốn được bao sao bọn nhau nếp từ hôm nay về ba kha nhưng mà prastyle copy thì kia là con rồi dùng thì kia thế cứ trong trong bọn anh bị gần bọn nhóm là bây trong bọn anh tốt chỉ clip được rồi tốt chỉ video clip sản phẩm ao côn rồi còn sản phẩm ao sơ bọn nhóm rồi còn sản phẩm trai thì lên nó sử dụng Facebook ta phê lia có ta phê là trong ảnh của các bạn và chắc đòi xa tại trong một tour ban xa brother mua để quạt xuống trong tha riêng từ sau lấy đến cứ quạt phải sáng trao được thêm là dương nghề cho cái hai tập đau từ cao chắc là tôi thì muốn cao đau từ cao nó cứ vì mình thêm của bạn là quạt còn mình thêm của bạn thì bạn nghe mua chừng nún tại quạt mình càng sau như của quạt thời chết rồi của quạt ở Facebook để tôi thì mình phải sao lấy đại chip night grammar đại dương về một cái alpha grammar ok và phê cháo quạt nó phê đại quạt thì giờ mình phê grammar cứ quạt mới là đóng luôn mà quạt con mèo lủng để dương ghế khi người ta mua tại thằng anh không con mèo học trẻ bởi dương ghế khi trở nên xía là phê dương còn lỏng là phê dương lên trở nên xía với và trên mó cứ bờ tôi thì có chắc gì rư mò hẹn lớn ngoan còn chào thì con tay vào sân chỉ hẹn sáu cứ con mèo nó còn một rồi chắc là con thì bằng như tái nhưng một vải để quen trai đấy lực nô sao lấy bọc nhau hai lít nhau ban bằng hai mươi độ môn mò đá tầm tay là sao phải ra tới vì nhân thật nhân bằng hai pp lợi trong bằng hai cho mình nói gì cái tôm thì mình quá mở đại phiên được bằng hai thằng ngọt miết cùng mà thằng mất đại dương cua riết cái tôm thì mùi thằng ca đưa người dân ăn về bán cái tôm thì mùi thằng khoa English quá mở đại dương về trong ao lờ cá đại nguyên ca bọc pi lực nô sao lấy bởi thế này chắc sầm núa đại dương xua tha tạt tay dương xua để chặt đao mệt thì mùi hàng ca riêng này thì cả bờ đó cứ nhung ao nha thằng ao nên xua sầm núa luôn anh là mặt sầm núa đấy cứ nhung cho là nên thằng ao nên xua sầm núa một can luôn anh ha are you ready to begin thằng tao dương ban phim luôn dương video một ca chặt đao bên này nơi quê là dương xua sầm núa mặt một khuôn bò dương xua thằng tao dương chặt đao bên này lời quê là dân chặt đa mới cứ dân thờ để small cứ dân thờ để tăng chết cứ dân thờ để miên cá và đặt nhà it's not just only start without hope without plan without try hard or study hard alright yes chứ quay lại trong trò này đó xua khuôn ấy xua hợp ta dân chặt đa bàn lỡ thôi là quê những cái là chặt đa bàn nói cứ dân thờ để con phật alright chặt đam thời được con bấm thời được to xuống thời được men cao một một men cấp hai riêng đi hết sau đó chụp một lúc bài được chơi bài được thôi tiết trò bài cái cua thọ on lấy đơn sẽ thở excuse me viên men ta bị cầm đập beginner đo cầm đập advanced chắc tổ chức bài viên cấp hai riêng là tập beginner nhưng chơi on nhưng chia sẻ lại tay hết you never stop this alright stop dân các con thì mùi này nói ngay đấy nhưng mà hai thằng óc nhé các con thì mùi này còn mang thằng nói đài nha thằng óc nhé cua tại chặt đam cùng lớn process bà dân began to learn English grammar that you can say that when you are ready to start learning English grammar alright okay guys bye Tại tông chim môn nên chim nói đầy yên cua tay phòng rớt nữa quên đầy yên chạp đam viên vì sao lấy đi gọi đó. Tại tông chim môn nên là mơ nắm, không mơ chim môn nên nhóm, tại tông chim môn nên cá. Cứ những thật áp lực cá sẵn. Nên nông y square đó, những thật áp lực cá, đại dương nghề chó thì hai áp lực kháng, cá là bỏ quý. Đại cá là bỏ quý cứ miên tăng vì trùng rốn present simple, rồi hô từ bao rốn chú sở đại dương nghề trong nạp chú sở ban cho chú sở thì vậy đấy và như thế nhóm ốc mình là hai tha chú sở đồng rốn ra thăm ấy mấy trong chi biết đâu ấy quả cũng cho phải hai là anh sẽ cân tha thở thơ bị đau vô từng lưu mà đấy đau ấy thử vô tận đập ngọt nguồn ấy thử tận ok và tại sao chúng người này nói tại sao nên ai cơ bán cứ dương khơi mà lời bàn kia nó dương khơi lại là bờ trồn là ấy thì là tim mũi đặt trong cho nó là nên focus ok thì là tim mũi chúng cho nên focus là các riêng đồng vị khen cứ tim mũi trong dùng là form là bây giờ dân nhiều kia tôi dùng form cứ trong bánh che chỉ chở mình té nó nắng chăm tắm đó tại sao chúng mình dùng đó để chúng cho nên bánh che chỉ lại nó cứ chúng cho mình là nên vô thân thả tạt vào về cứ chỉ đồng độ ấy pass present future và những số của anh rất là thạc ta viết cư chứ tổng rộng khác tổng rộng present đưa có tổng rộng future nó phải là những điểm phí cả ok và hai cái bàn hai dân thở tăng là nâng nó phải là những đăng ảnh đánh đăng phí vợ cả về thở tạo tù này rồi vợ của mình vợ thì là thang thảo vợ với kê present thì thảo vợ với kê future thì thảo vợ với kê được đấy và hai người với đại diện bao ta hồng pi form đại diện ba trái can thì một ngày cao đi hỏi dương mơ từ lửa thì bạn mua chiết nè thì bạn mua chiết đại diện thử mới cứ form mọi nguyên kia nó đại diện cao ngày nào dương thử chân mũi mọc của nó dương dương cái đồng rong pre sần tiền khô dương chân form mũi mọc của sọc chiết là vừa quán là họ học chiết dương cha mình tin đang nó hai người với đại diện cha này là công ty cho nó dương vô thật thì người bên được dương sẽ tao vậy là lại bị dột nó là chưa bị dột miền thu bi bị dột nó là chưa bị dột lại miền thu bi nó chứ vậy cái này nó chưa bị vô đây nó đồ pe dân trôi chỉ từng rồng xó đưa vào từng rồng sòng lúa từng rồng bãi sát cứ dương vô đàn đồ dương che à từng rồng xó mới hết đâu đây đó từng rồng bãi sát được từng rồng dương vô mà dương cần một tiền to cao như đấy và nó có dùng phố những cái trên đời mình ăn này lần bên này dân con cái tùng đốt là bóng viên này ca ba là bóng viên hết nhưng mà theo áo người tùng đốt là chỉ cần một straw ấy cho bạn sát người nó cứ tam khối này ok và tại sao cái môn này phải ngồi tiệt tại sao cái môn này phải ngồi tiệt đến tư ca ba ba riêng người dân nghề cho cả ăn lấy người ca ba ba hai đứa bạn không về thì bạn đâu dưới thời đó sẽ ca ba ba cũng sẵn khăn mẹ té đại rồi cho ho tha dương vô cô mó dương đập cô thơ ấy vậy đấy và mình chắc là sẽ bị thêm lên lăng cái đường long pre sần xin khó cái chân tôi như là ba thả ta với ba ta nó làm bây giờ vậy kia trong xuôi nó bây giờ vậy anh đang ở dương vô là phi được lần ở cái tôi cùng một ca ba ba cả lần cái tôi cùng một ca ba ba với nó cái ba bằng hai kia vậy ok và anh đang tôi cùng một mấy cái tôi using đại dương nghề trong nhà mình lính câu ca dương tính thì không đồng đồng gì nào và hai cái tôm của mình này thì vẫn mua tiếp tục tôi mình ca tới sáu example ổ tiêu hoa dương từ liên thì một đường cru chọn dương từ liên thì một đường cru tôi còn lại cru đầu quay đại dương từ liên thì một đường tốt dương cái chở dương tay tại chỗ lần một quất nhưng vô là đều tiêu hoa ra lên bó xuống trong chợ mình chắc là đang vô thái họ đang che tìm họ dương thở cái sâu một tiêu ho đứa co dừng lại một tiêu ho còn tay thở bên can la một tiêu ho lan sâu một tiêu ho bay buôn lại mờ cái cuối nó bên đó vô nước sao cái chim xem khó vặn lào nó bên vặn ơi cứ tinh flow mà bên tinh flow à nước chạy ba sơn cả nói là tinh flow hết xe lô lào anh ấy trong chơi này nè ok và Tại tôi thì mình phải mua tiết này, nực nó phải xong lấy cứ dương bánh chạy trên thì tổng rộn tiết. Tại dương nghề chót thì hai ra thì tổng rộn passive, thôi thì mình rộn active. Tại tôi thì mình rộn passive thì mình rộn active từ chúng ta phải chạy thang là cái này dương nhiều với rộn passive. Rồi mình dương nhiều với rộn active. Cứ như thời gian hôm nay thang là cái này dương ra nó bị chốt người khai phải là mùi mà chúng mình có thể bị đào đào nữa nhưng đã nói là còn tôi bảo vệ kia trình rộng pha xí dương người dân rộng bạch và tôi như trình rộng ạc thiên thời trình rộng bạch dương bài ạc pha xí ạc tiếng trình mò tàng rồi còn thà ạc thiên cảm thiện với phường vơ thiên phường vỡ pha xí cứ thiên rộng vỡ ạc thiên cứ cảm thiện pha xí cứ rộng vỡ như đấy. Cái tốt mình vẫn có cái đi tay cứ dân thật tâm tha cao đến cứ dân thật sơn thế đại dân gì thì bị xa xăm máy cái hai cái con trăng liên à phần mà dân sơn dân các con trăng liên cứ dân mình là tụ ăn tài thang thế để néo thì thật mình cái con trăng liên là làm group liên dục một tháng liên dục một group liên thì tụ hai cái tháng group game để tụ đi tụ lại như thế đây cái gì đó study hard and learn hard, ok? Yeah. Study hard nó cứ trong một cái tha không bằng miễn, cùng ôn cùng sớm thì muốn cứu cả điểm lên nó không bằng miễn. Hay thì muốn learn hard cứ khi yêu liền ở bàn tròn trường này, ok? Và cho nên có để chúng ta làm thêm phơi nước từ gò chúng ta bằng hai này thêm khi yêu phơi để con thì muốn ăn ở quán. Đại dương nghề chó đẹp khi là bán chở nhưng mà tên là phơi là bán chở nhưng mà mới hai phơi lục hạt gì phơi lục hạt tên vì là bán chở rồi cái đại dương phơi lục hạt tên vì là bán chở nói cư dương mới là nó hạt confident more confident that you can say that you are going to grow with more question to the teacher. Đại dương về chiếc về xa máy cái hạt hạt dương một con tại luôn lót chim mùi nên sùn lúa đại dương tay tại xô cru được bỏ dưới mua sùn lúa hết mua sùn lúa chết cứ mình chụp mình chơi được họ mềm này tha cái xa để chết cái hạt là lồng ngỗng hột lồng ngỗng bạc xu được hột như thế và chết thời thua exercise tinh xịt phơi mau hói thua exercise bạn sao thế là dương phơi cái xa là bạn chở dương tinh được phơi bạn chở cứ dương em rồi tôi muốn theo thì gọi là tôi muốn English grammar ngày bà trên học cốt này thì học những việc như bà xây cố hay chỉ bảo toàn học nhung tại những bà song ca trên trong trường không thao được là mình nói thì được là Kennedy cái cứ chỉ là đổ tài này là mấy ai được focus được có ai vô từ practice được có data được có follow up đấy đầm bơi rồi từ từ ban từ này đơn thì học nhé tại tôi muốn được song lê nông niêm trong cái group được song lê nhưng tôi chạy cái slot mua để người ta you gotta understand about yourself at the first to do something, ok? Là trong nghề gì là mấy nghề bằng thang nghe ai cứ chim đom mình nhét là ai đóng phải vô quy khuôn bỏ nhét là về nhét là nhét vừa mọi người, ok? Và trên con côn đó là tham nhé, trong con côn chúng ta đang làm kiểu bọc nhốt, ai trong côn chúng ta khi subscribe trong comment below, lên các cầu video bọc nhốt rồi sẽ về lại trong các cầu video tiếp theo, các cầu mình sẽ làm về. Và trên con côn đó là tham nhé, chúng ta đang làm. Thank you guys for watching my video. See you another video. Thank you guys. See you.